chính thức lựa chọn gia hạn hợp đồng đến tháng 6 năm 2025 của Kylian Mbappe với PSG đã hết. Không có bất kỳ sự thay đổi nào xảy ra hết. Mbappe đúng như dự kiến đã không kích hoạt điều khoản gia hạn và chỉ còn một năm hợp đồng tại Paris Saint-Germain. Hạn chót là ngày 31 tháng 7 đã kết thúc và Mbappe sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6 năm 2024. PSG sẵn sàng bán Kylian Mbappe cho bất kỳ đội bóng nào đưa ra mức giá hợp lý và sớm nhất, kể cả Real Madrid hay đại gia nào khác, trừ các câu lạc bộ đến từ Ả Rập Xê Út. Đó là dòng trạng thái của Fabrizio Romano thông báo về kết quả cuối cùng của mối lương duyên dày đặc drama giữa Mbappe và PSG. Sau tất cả, tiền đạo người Pháp vẫn quyết phũ đội bóng anh đang đổ quân khi không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm, đồng thời bỏ túi luôn 40 triệu euro phí trung thành. Đã từng coi nhau là tất cả và tìm đủ mọi cách để có thể giữ được nhau. Nhưng rồi cái kết thật sự đắng cay dành cho PSG. Đại gia nước Pháp giờ đây đang phải gấp rút bán thống bán tháo cục vàng và mới chỉ một năm trước họ phải đổ cả tấn tiền để níu chân. Còn Mbappe thì quả thực là cạn tình. Và bây giờ chân sút người Pháp cũng đang nghĩ ra trăm ngàn chiêu trò để rút hết tiền từ Paris Saint-Germain trước khi phũ phàng rời đội bóng từng cung phụng mình như một ông hoàng. Quay ngược về thời điểm tháng 5 năm ngoái, khi ấy PSG đã làm mọi cách để giữ chân Kylian Mbappe trước sự chèo kéo mãnh liệt từ Real Madrid. Đội bóng nhà giàu nước Pháp đã thành công trói chân ngôi sao sinh năm 1998 với một bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6 năm 2024, kèm tùy chọn gia hạn một năm. Để có thể thuyết phục Mbappe từ chối Real, PSG đã phải trả tiền đạo 24 tuổi mức lương và thưởng cao ngất ngưởng. Theo tờ L'Equipe tiết lộ, số lương mà tuyển thủ Pháp được nhận đã lên tới 72 triệu euro một năm sau thuế. Nhưng vấn đề không nằm ở mức lương ấy. Bởi vì, ngoài con số nghe thôi đã thấy váng đầu ấy ra, Mbappe còn nhận được khoản tiền thưởng kếch sủ. Theo đó, PSG vẫn phải trả trước 40 triệu euro tiền thưởng cho ngôi sao 24 tuổi vào ngày cuối cùng của tháng 7 vừa qua. Được biết cho hợp đồng của Mbappe với PSG, phí trung thành của mùa giải 2022-2023 là 70 triệu euro, trong đó 40 triệu euro buộc phải thanh toán trước ngày 31 tháng 7. Số còn lại, Mbappe sẽ nhận được sau ngày 31 tháng 8 nếu vẫn còn là cầu thủ của The Parisian. Tuy nhiên, có vẻ như Kylian chỉ có thể bỏ túi 40 củ, bởi vì một khi tiền đạo có biệt danh Ninja Rùa đã quyết phũ với PSG, thì đội bóng này cũng sẽ tìm đủ mọi cách để đáp trả. Câu lạc bộ thủ đô nước Pháp hiện đang làm tất cả những gì có thể để bán tiền đạo 24 tuổi nhằm tránh nguy cơ mất trắng vào mùa hè năm 2024. Cũng vì lẽ đó, khả năng up nốt 30 triệu euro phí trung thành của Mbappe là không mấy khả quan. Chúng ta hãy cùng nhìn vào tình trạng như là mớ bòng bong tại Parc des Princes. Cho tới lúc này của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023, Mbappe nhất quyết không gia hạn hợp đồng mới với PSG. Vì thế, PSG đã giao bán tuyển thủ người Pháp và đã nhận được đề nghị trị giá 300 triệu euro từ Al Hilal. Tuy nhiên, thương vụ này không thành công vì Mbappe đã từ chối thẳng thừng đến Ả Rập Xê Út thi đấu. Và nếu như nhà vô địch thế giới 2018 đã không chịu đến Trung Đông, đối tác đang được xem là sẽ thu về lợi nhuận nhiều nhất cho PSG, thì đội bóng này đang đứng trước nguy cơ rất cao sẽ chấp nhận bán lỗ Mbappe. Điều đó gần như sẽ thực sự xảy ra, bởi PSG không còn thời gian nữa rồi. Họ chỉ còn có khoảng một tháng nữa để có thể đẩy Mbappe đi. Trong khi ấy, những con cáo già trên thương trường như Real Madrid, Liverpool hay các đại gia khác luôn sẵn sàng vung tiền mạnh như Chelsea vẫn đang chờ đợi từng giây từng phút để được ép giá và nhấc Mbappe rời khỏi Paris. Mới chỉ một năm trước, để có thể giữ chân đứa con cưng nhưng ngổ ngáo ở lại công viên các hoàng tử, PSG đã phải mất không biết bao nhiêu tiền của. Hệ quả của phí gọi là trung thành kia chính là cái giá mà câu lạc bộ này phải trả khi quá nuông chiều Mbappe. Để rồi giờ đây đã chẳng còn màn quay xe, lật kèo nào nữa ở những phút cuối, những cái cách mà PSG tạm gọi là chiến thắng Real Madrid nữa cả. Mbappe nhất quyết từ chối và còn gây ra rất nhiều khó khăn cho Paris Saint-Germain. Trong cuộc chơi này, tiền đạo người Pháp kể cả không có được 30 triệu euro còn lại thì việc cầm chắc trong tay 40 triệu cũng đã là một chiến thắng hoàn hảo. Xong, để nó trở nên tuyệt đối, Mbappe còn đang muốn biến mình trở thành bản hợp đồng miễn phí vào năm sau, để PSG không thể thu về thêm bất kỳ một đồng chuyển nhượng nào hết. Hiện tại, Kylian Mbappe chắc chắn đang hướng ánh mắt tới Real Madrid. Đây là điểm đến mơ ước của tuyển thủ người Pháp. Theo The Athletic, Mbappe đã đạt được thỏa thuận ngầm với Kiên Kiên Trắng. Theo đó, tiền đạo 24 tuổi sẽ ở lại PSG đến hết mùa giải 2023-2024, rồi đến Bernabeu theo dạng miễn phí. Cá nhân Mbappe sẵn lòng ngồi dự bị cả mùa để nhận nốt những khoản tiền mà phía PSG đã hứa trước khi ra đi. Tất nhiên như đã nói thì đó là điều mà PSG không muốn và đang làm mọi cách để giải quyết nhanh thương vụ này. Đây chính là vấn đề khiến cư dân mạng đang nổ ra tranh cãi và dự đoán xem rốt cuộc Mbappe sẽ thuộc về câu lạc bộ nào sau khi rời nước Pháp. Nếu Real Madrid chịu xuống tiền, mọi chuyện hoàn toàn được giải quyết.
không một đối thủ nào có thể vượt qua được Los Blancos, bởi ưu tiên của Kylian Mbappe luôn là tới Nhà Trắng. Nhưng nguồn tin từ Sport cho biết, Real không muốn trả tiền để mua Mbappe vào mùa hè này và đã cùng Mbappe thỏa thuận ngầm sẽ ở lại PSG nốt một mùa nữa để thu về lợi ích cao nhất, đồng thời đẩy đối tác xuống hố sâu tuyệt vọng. Và kể cả trong trường hợp chân sút sinh năm 98 đến Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do, anh được cho là vẫn sẽ nhận được số tiền hợp đồng lên đến 120 triệu euro từ Los Blancos. Một sự trả thù khá quy mô của Real Madrid đối với PSG. Cơ mà The Parisian nắm rõ kế hoạch đó, nên họ đã liên hệ với các ứng viên khác để quyết không trở thành trò cười cho Perez, kể cả phải bán Mbappe với giá siêu rẻ. Một trong số đó là Liverpool. Truyền thông nước Anh cho biết Lữ Đoàn Đỏ đã sẵn sàng gửi lời đề nghị đến PSG nhằm sở hữu tiền đạo 24 tuổi trong một năm. Và mới đây, tờ Sport tiết lộ, đội chủ sở Anfield đã chuẩn bị 42,8 triệu euro để ký hợp đồng với cựu sao AS Monaco. Hãy cùng phân tích nha. Tất nhiên con số trên là quá rẻ mạt so với tài năng của Mbappe, nhưng mấu chốt nằm ở thời gian hợp đồng. Jacob chỉ sở hữu Kylian một năm mà thôi. Dĩ nhiên PSG muốn bán đứt họng pháo của mình để tránh việc mất trắng anh vào mùa hè năm sau. Nhưng trong hoàn cảnh Mbappe kiên quyết ở lại, có khả năng đội bóng thành Paris sẽ phải chấp nhận đề nghị từ Liverpool để nhận về số tiền nhất định còn hơn là trắng tay. Ứng cử viên còn lại là Chelsea. Tờ Express cho biết, The Blue đã sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn kèm theo một số cầu thủ của câu lạc bộ này để thuyết phục PSG nhà người. Con số cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng xem chừng đây sẽ là đối tác mà đội bóng nước Pháp ưng ý nhất. Chelsea có rất nhiều tiền để tiêu trên thị trường chuyển nhượng từ khi rơi vào tay các ông chủ người Mỹ. Chưa kể danh tiếng của họ ở châu Âu tốt hơn nhiều so với Al Hilal. Nhờ vậy, The Blue có thể làm hài lòng PSG, chỉ còn thuyết phục nốt Mbappe nữa mà thôi. Tổng kết lại, Kylian Mbappe không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với PSG. Anh đã nhận số tiền 40 triệu euro phí trung thành và đang cấu kết với Real Madrid. Về một kịch bản sẽ mặt dày ngồi dự bị tại Paris thêm một mùa giải 2023-2024 để nhận nốt 30 triệu còn lại và ép chết PSG vào thế mất trắng. Ngược lại, đội chủ sân công viên các hoàng tử cũng đang ra tay, làm mọi cách để móc nối với các câu lạc bộ khác. Có thể kể đến như Chelsea, Liverpool để tạo ra một cuộc đàm phán giúp họ thu về kinh tế. Cứ có tiền là được, kể cả là việc chấp nhận phải bán lỗ. Nhưng mà như thế nào thì cũng thực sự phũ phàng đối với PSG. Họ đã nuông chiều và làm mọi thứ để níu chân Mbappe ở lại. Kết quả cuối cùng chỉ còn là sự phản bội, tình hết, duyên tàn. Kylian Mbappe quyết dìm đội bóng, đã cung phụng và cho anh tất cả xuống tận đáy xã hội. Chẳng còn pha lật kèo mãn nhãn nào như năm ngoái nữa. Thủ đô Paris giờ đây còn lại là sự đắng cay, xót xa, cung lửa thù hận của mối lương duyên đã từng rất lung linh. Kylian Mbappe và Paris Saint-Germain.